Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA là khởi đầu một chặng đường kinh doanh trong bối cảnh mới. Lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. Đồng thời, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 97% số doanh nghiệp cả nước thực sự là trái tim của nền kinh tế. Do vậy, cần chủ động và sớm tạo ra sự thống nhất để thực thi Hiệp định EVFTA một cách có hiệu quả. Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và nắm bắt những thông tin thiết thực của Hiệp định EVFTA, mới đây Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả EVFTA. Đây là hội nghị có quy mô lớn được tổ chức trực tiếp từ Hà Nội với điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, có trên 300 đại biểu tham dự, đồng thời được thực hiện trực tuyến tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trên 1.500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn. Thì cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với cái tiếng nói đại diện là của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã được lựa chọn để xây dựng ngay cái chương trình mà phổ biến và tập huấn về hiệp định này từ rất sớm, và chúng ta đã chứng kiến ngày hôm nay cái sự vào cuộc và cái sự hứng rất tích cực. Một cái hội nghị mà tổ chức trực tiếp và cả trực tuyến, trực tiếp với hơn 300 đại biểu tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến với tất cả 62 trên 63 tỉnh thành, có sự tham gia của lãnh đạo của các địa phương cũng như là rất đông đảo sở ngành và đại diện của doanh nghiệp tại địa phương. Một cái hội nghị mà chúng ta đã không chỉ dừng ở đánh giá chung về những cái ý nghĩa, tác động và hiệu quả chung của cái hiệp định đối với chúng ta, mà chúng ta đã trực tiếp phân tích sâu hơn, nêu rõ hơn những vấn đề đang đặt ra cả hai khía cạnh, cái lợi ích và cả những cái thách thức cho cái doanh nghiệp của chúng ta, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về các lợi ích, chiến lược, các ngành hàng, các mặt hàng tiềm năng và định hướng thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Những điểm cần lưu ý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA, vai trò của chính quyền các cấp địa phương, những định hướng trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác hiệu quả cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Ngay từ bây giờ là chúng ta phải dồn sức, dồn lực bằng làm sao để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa càng đông càng tốt hiểu được các những cái điểm mà quan trọng đối với cái doanh nghiệp của mình trong cái hiệp định này. Nếu quan tâm đến vấn đề xuất khẩu sang các nước EU, chúng tôi đề nghị là phải bằng mọi cách phải đầu tư, thứ nhất là về năng lực cạnh tranh, mà năng lực cạnh tranh phải có sự can thiệp của nhà nước. Để thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đang tích cực rà soát, đôn đốc thực hiện, phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong nước luật hóa các nội dung của Hiệp định EVFTA, thúc đẩy phối hợp với EU có giải pháp cụ thể để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác kỹ thuật, đào tạo, cũng như các khoản hỗ trợ cần thiết khác. Hiệp định EVFTA vừa được Quốc hội thông qua được đánh giá phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, đồng thời là hiệp định có chuẩn mực cao nhất, hướng tới một không gian thị trường tiềm năng lớn nhất với 27 quốc gia thành viên của EU, trong đó có nhiều quốc gia thuộc nhóm đứng đầu thế giới về thương mại, đầu tư.